cáo phó chúng tôi vô cùng đau buồn thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần bố ông nội ông ngoại ông cố anh bác ông bác của chúng tôi ông đặng hữu phúc pháp danh nhật đức sinh ngày 12 tháng 4 năm 1932 tân mùi tại hải dương việt nam từ trần lúc 8 giờ 26 phút tối ngày 10 tháng 11 năm 2024 San Jose, USA, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 92 tuổi. Linh cữu được quàng tại Oak Hill Funeral Home và Memory Park 300 Kerner Avenue, San Jose, Cali 95125. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2004, 9 giờ 30 sáng đến 11 giờ lễ phát tang, 11 giờ đến 3 giờ 30 buổi chiều thăm viếng. 3 giờ 30 chiều cho đến 4 giờ 30 chiều tụng kinh cũng cơm 4:30 chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng thứ bảy ngày 30 tháng 11 năm 2004 9 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng lễ cầu siêu dịch tiễn linh 10 giờ sáng cho đến 11 giờ thăm viếng lời cảm tạ của gia đình 11 giờ cho đến 12 giờ trưa lễ di quan và an táng tan gia đọc kinh báo trưởng nữ Đặng Thị Nhung cùng các con Nguyễn Thành, vợ Lê Thị Lan Anh và các cháu Nguyễn An Phú, Nguyễn An Bình, Phan Đại Dương, vợ Lê Thanh Thảo và các cháu Phan Đức Thiện, Phan Đức Thịnh, trưởng nam Đặng Hữu Long, vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng các con Đặng Thái Dương, vợ Phan Thị Bích Tuyền và cháu Sharon, Phan Đặng, Đặng Thanh Thảo. Thứ nam Đặng Hữu Biên, vợ Đinh Thị Tuyết Anh cùng các con Cathy Đặng, Jenny Đặng, Andrew Đặng, Thứ Nữ Đặng Christine Sinh Thủy, Chồng Đoàn David Việt Cường cùng các con Emily Đặng Đoàn, Chồng Joshua Kevin Peace và cháu Ambolo Đoàn Peace, Luca Đoàn Peace, Daniel Đặng Đoàn và vợ michel Valentine Phùng, Thứ Nam Đặng Hữu Thông vợ Nguyễn Thị Kim Thoa cùng các con Brand Đặng, Tony Đặng, Julian Đặng, Úc Nam, Đặng Hữu Minh, vợ Võ Thị Diệu Thuần cùng con Tony từ đệ các con và cháu của Đặng Xuân Lộc, em gái Đặng Thị Lâm cùng các con cháu, em trai Đặng Văn Luật, vợ cùng các con cháu, em gái Đặng Thị Khánh cùng các con, em gái Đặng Thị Thảo, chồng cùng các con cháu dưỡng nữ Nguyễn Thị Mai Hương cùng các con cháu. Các phó này thay thế thiệp tan, xin miễn phúng điếu và dòng qua. Liên lạc tan gia 408 886 0178 510 921 2459.